Các bạn, nhân vật chính ngày hôm nay mà Mạnh có dịp giới thiệu với các bạn đó chính là mẫu Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC hoàn toàn mới. Thì chiếc xe này có những thiết kế và điểm mạnh như thế nào? Cùng theo chân Mạnh để cùng khám phá nhé. Về phần ngoại thất, GLC phiên bản 4MATIC mang đến cho chúng ta gói ngoại thất upgrade đi cùng thiết kế mạnh mẽ táo bạo. Chúng ta có thể thấy thì về phần mặt trước, mặt lưới tản nhiệt của GLC phiên bản mới được làm hình khối 3D rất là đẹp. Song song đó thì hãng cũng mang đến cho chúng ta một cái thiết kế mạ rôm rất là sáng bóng. Tiếp đến thì GLC 200 4MATIC cũng được trang bị hệ thống đèn LED High Performance. Hệ thống đèn LED này giúp chúng ta di chuyển trong mọi cung đường thật là ổn định và chiếu xa rất là tốt. Ở phần hông thì GLC phiên bản 4MATIC mang đến cho chúng ta một cái dáng vẻ thể thao rất là mạnh mẽ. Song song đó về phần mâm, mâm cũng được thiết kế lại với 6 chấu nhìn rất là thể thao và sang trọng. Lớp xe thì đã được thay thế lớp tiêu chuẩn để giúp cho chúng ta di chuyển mọi cung đường ở Việt Nam thật là ổn định. Trên GLC phiên bản mới này thì vẫn giữ nguyên khối động cơ dung tích 2.0, nhưng mà công nghệ đã được thay đổi, đó là động cơ Twin Core Turbo với công nghệ Nanoslide tráng thành xi lanh, giúp cho chúng ta tiết kiệm nhiên liệu và đạt được cái mức tăng tốc tối ưu nhất. Như các bạn có thể thấy thì về phần đuôi xe, thiết kế của GLC vẫn được giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm. Nhưng điểm đặc biệt mới nhất đó chính là cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu đã được thiết kế hình khối 3D rất là đẹp. So với thế hệ trước thì phần ở dưới các bạn thấy phần đuôi bô vẫn được chia hai phần cụm ống bô kép. Nhưng mà ở phần lườn dưới đây cũng đã được thiết kế lại rất là mới, tạo ra chiếc xe cho dáng vẻ rất là mạnh mẽ và hầm hố. Thể tích trên khoang hành lý của GLC phiên bản mới vẫn được giữ nguyên so với bản tiền nhiệm. Nhưng có hai điểm nổi bật mới, đó chính là khay kéo khoang hành lý giúp cho chúng ta giữ được những cái cá nhân, đồ vật dụng cá nhân so với phiên bản trước. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có thêm một cái lớp dự phòng đặt ở dưới khoang cốp để giúp chúng ta có thể thay thế trong những trường hợp gặp sự cố bất đắc dĩ. Như các bạn có thể thấy thì về phần nội thất của GLC phiên bản thế hệ mới được Mercedes chăm chút rất là chu đáo. Chúng ta có thể thấy những vật liệu như là gỗ, da thật và hợp kim nhôm được trang trí xung quanh xe, mang đến cho chúng ta một cái cảm giác rất là sang trọng và đẳng cấp. Vừa rồi thì Mạnh cũng đã cùng các bạn trải nghiệm sơ lược trên chiếc GLC phiên bản 200 4MATIC hoàn toàn mới. Nếu cần tư vấn và trải nghiệm xe tại nhà, các bạn có thể liên hệ shortline. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.